chúng tôi là phan quang trọng xin kính chào quý vị kính thưa quý vị cuộc chiến việt nam đã kết thúc gần nửa thế kỷ nhưng những chăn trở về quá khứ của tập thể người việt tị nạn vẫn còn đó chăn trở đó không bắt nguồn từ cái mặc cảm về cái đoạn kết của cuộc chiến nhưng về sự thật chưa được hiểu rõ của một quốc gia không còn hiện hữu và một cộng đồng đang lớn mạnh tại khắp nơi trên thế giới bằng cái phương tiện bằng kiến thức bằng kinh nghiệm các cá nhân các tổ chức tập thể chúng ta đang cố gắng đóng góp vào những cái việc trả lại sự thật cho lịch sử. Và trong cố gắng tìm lại đó, xem lại một cách khoa học, một cách khách quan và trung thực, chúng ta phải kể đến những đóng góp trong những năm qua của Trung tâm nghiên cứu Mỹ Việt và nhất là của cá nhân giáo sư tiến sĩ Vũ Tường. Thưa quý vị, giáo sư Vũ Tường giảng dạy khoa chính trị học tại Đại học Oregon từ năm 2008 và hiện là khoa trưởng của khoa đó tại đại học này ông đã từng giảng dạy ở trường cao học hải quân Hoa Kỳ trực thuộc Bộ Hải quân Hoa Kỳ, từng nghiên cứu tại Đại học Princeton, Đại học Quốc gia Singapore và các lĩnh vực ông nghiên cứu là trong những lĩnh vực chính trị học so sánh, tập tập trung vào cái sự hình thành của nhà nước và sự phát triển của chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa cộng hòa, đặc biệt trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thân chào anh Vũ Tường ạ. À. Dạ, yeah, xin chào Phan Quang Trọng và xin chào khán giả của đài SBTN. Cảm ơn vâng. anh đã cho tường một cơ hội để mà nói chuyện với lại khán giả của đài. Vâng ạ. Thưa anh và thưa quý vị, uh, chúng tôi cũng rất là hân hạnh được tiếp chuyện với anh lần nữa uh, trên diễn đàn chính luận hôm nay và thưa anh, chúng tôi được biết anh là người sáng lập và hiện là giám đốc trung tâm nghiên cứu Việt Mỹ có cái trụ sở ngay tại Đại học Oregon thì xin anh cho biết cái mục đích hình thành và những nghiên cứu hiện nay của trung tâm đang theo đuổi là gì? Xin mời anh. Dạ, cảm ơn anh Trọng. À, cái trung tâm nghiên cứu của Việt Mỹ của chúng tôi là được thành lập từ khoảng năm 2018-2019 à, với sự hỗ trợ của rất nhiều người trong cộng đồng và cái sự quan tâm của chúng tôi đến cái việc như anh nói là trả lại cái sự thật cho Việt Nam Cộng Hòa cũng như là đào sâu thêm cái nghiên cứu và giáo dục về lịch sử Việt Nam về Việt Nam hiện đại cũng như về quan hệ Mỹ Việt đây là những cái, cái 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 sứ mệnh mà chúng tôi đặt ra tự đặt ra và chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái việc cần thiết như là anh nói và vì có quá ít thông tin về uh, Việt Nam Cộng Hòa như là những thông tin đó nó bị uh, hiểu sai lệch uh, về lịch sử cũng như là những thông tin về Việt Nam hiện nay À, rất cần để mà cho cái sự phát triển của à, Việt Nam cũng như là của cộng đồng. Thành ra chúng tôi muốn thành lập cái trung tâm này để mà để mà khuếch trương phát triển cái việc nghiên cứu và giáo dục à, Với những cái lĩnh vực trên. Thưa anh. Vâng, thưa anh và thưa quý vị, ngoài những cái nghiên cứu như anh vừa trình bày, chúng tôi được biết là trung tâm còn có một tạp chí nghiên cứu Việt Mỹ tập trung vào các lĩnh vực như là Việt Nam lịch sử Việt Nam đương đại rồi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam rồi đặc biệt nhất là cái nghiên cứu về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và những cái độc giả của tạp chí nghiên cứu này đó thì thường là những cái người nghiên cứu về Việt Nam trên khắp thế giới rồi ngay cả những người mà xây dựng cái chính sách cho chính phủ Hoa Kỳ. Thưa anh thì phải nói là đó có rất nhiều trung tâm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam đương đại về chiến tranh Việt Nam và ngay cả cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và uh, những cái trung tâm nghiên cứu này đó có những cái đóng góp tích cực và rất nhiều trong những năm qua nhưng mà phải nói là những cái trong những năm gần đây thì cái trung tâm uh, nghiên cứu Việt Mỹ đó đó nêu bật lên được cái điểm then chốt về cái việc hình thành nhà nước cộng hòa và những di sản của chủ nghĩa cộng hòa ngay cả trong cộng đồng của chúng ta vẫn còn được tiếp tục cái 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 tinh thần đó thì thư anh các nhà nghiên cứu về Việt Nam tìm đến cái trung tâm uh, của các anh đó để tiếp cận những cái nghiên cứu đặc biệt đó thì ngoài ra trung tâm của chúng ta có những cái gì đặc biệt và những trung tâm khác những đại học khác không có xin mời anh. Dạ vâng, cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi đó. Thực ra là ở Mỹ và cả trên thế giới thì có những nhà khá nhiều những nhà nghiên cứu riêng lẻ về việt nam nhưng mà phần lớn họ nghiên cứu về hoặc là về lịch sử hoặc là về uh, nhân học uh, có một số ít người nghiên cứu về chính trị học cũng có một số người nghiên cứu về cộng đồng người mỹ gốc việt nhưng mà cái việc mình nghiên cứu của những cái nhóm này đó hoặc là những cá nhân này đó thì là họ giới hạn ví dụ như là sử gia nghiên cứu về thời thuộc địa của việt nam thì họ cũng có thể nói là về những cái tư tưởng cộng hòa hình thành từ thời thuộc địa về ông phan chu trinh chẳng hạn nhưng mà họ không có nghiên cứu uh, về cái giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa. đó Còn có một số ít sử gia thì nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà họ cũng không có nghiên cứu về thời thuộc địa, mà họ cũng không có nghiên cứu về cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Còn những mà người mà nghiên cứu về người Mỹ gốc Việt ở Mỹ đó, thì đa số là những học giả trẻ, thì là phần lớn là họ uh, rất đáng tiếc là họ không biết tiếng Việt, hoặc là họ biết khá ít tiếng Việt, mặc dù họ là người Mỹ gốc Việt và cái ừ. quan điểm của họ thì là không có coi trọng cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa và cái sự thừa kế cái tinh thần cộng hòa trong cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt đó là tại sao mà chúng tôi uh, có cái tham vọng là muốn uh, kết nối những nhà nghiên cứu uh, thời thuộc địa tức là khi mà những cái giá trị cộng hòa nó được hình thành ở Việt Nam được được uh, được tiếp thu từ uh, uh, phương Tây từ Nhật từ Trung Quốc À, những nhà cách mạng Việt Nam đương thời như là Phan Chu Trinh hay là Nguyễn Thái Học hoặc là những nhà học giả như là Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh à, và nhóm tự lực văn đoàn họ tiếp thu được những cái tư tưởng cộng hòa và họ hình thành nên cái, cái nền chính trị cộng hòa vào cái thời thuộc địa và sau đó là Việt Nam Cộng Hòa thừa kế vì chúng ta cần phải hiểu cái lịch sử của tư tưởng cộng hòa chủ nghĩa cộng hòa vào thời thuộc địa thì chúng ta mới hiểu mới có thể mà 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 đánh bại cái quan điểm là là Việt Nam Cộng hòa chỉ là sản phẩm của Mỹ, của chủ nghĩa đế vâng. quốc Mỹ do những người khuyên tả họ đưa ra và họ là vẫn 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 đang cái quan điểm này vẫn đang thống trị ở trong cái học giới của Mỹ. Mà chúng ta muốn đánh bại cái quan điểm đó thì chúng ta phải cho thấy là ồ ông Ngô Đình Diệm hay là Việt Nam Cộng hòa thực ra đã thừa kế là những người mà thừa kế chính thức và rất là là đầy đủ cái tư tưởng tư tưởng cộng hòa, cái chủ nghĩa cộng hòa, cái nền chính trị cộng hòa từ thời thuộc địa và họ cố gắng để họ thực hiện. Mặc dù là cái chế độ cộng hòa ở Việt Nam, là Việt Nam cộng hòa đó không có hoàn hảo, có nhiều cái khiếm khuyết và cũng như là có nhiều cái sự tranh đấu, cũng như là nó phải buộc phải kết thúc vào năm 75, nhưng mà nó không phải là 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 là, là thiếu cái tính chính chính danh ở trong lịch sử Việt Nam và cũng như là nó cũng không chết là tại vì chúng ta thấy là nó được mang theo qua qua Hoa Kỳ và và các nước khác trong cái cộng đồng tị nạn của người Việt ở hải ngoại. Và ngày nay ở Việt Nam sau mấy chục năm đổi mới kinh tế thì chúng ta thấy những cái giá trị này đang trở lại phải không ạ? Tức là những giá trị vâng. về kinh tế của thời Việt Nam Cộng hòa, văn hóa, giáo dục vân vân đều đang trở lại trong những người trẻ và trong dân chúng thành ra là chúng tôi nghĩ là phải có cái cái nỗ lực để mà kết nối những cái người nghiên cứu là, là uh, riêng lẻ và các nhóm khác nhau và chúng tôi là cái trung tâm duy nhất ở Hoa Kỳ làm đang làm cái việc đó thưa anh vâng uh, cảm ơn anh và thưa quý vị và thưa anh uh, Vũ Tường và đúng như là cái mục đích của các anh đã nêu ra để kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc nội chiến ở Việt Nam thì trung tâm nghiên cứu Việt Mỹ đã tổ chức một cái cuộc hội thảo kéo dài hai ngày tại ngay chính khuôn viên đại học trên một cái trung tâm rất là đẹp của vào cuối tháng 10 vừa qua và cá nhân chúng tôi cũng được may mắn tham dự. Đây là một cái thời điểm quan trọng và có nhiều ý nghĩa như là trong cái thư của anh viết ra. Thì đây là một cái cuộc hội thảo đã tạo lên một cái cơ hội để các nhà trí thức trẻ, những nhà hoạt động trong cộng đồng người Việt tị nạn tự do tại Hoa Kỳ từ khắp nơi đến đó để ôn lại, để trao đổi, để thảo luận về những vấn đề của cộng đồng trong quá khứ trong hiện tại và có nhiều đề tài về tương lai cũng được đề cập đến. Thì xin anh có thể cho biết những cái đề đề tài chính được thảo luận trong hai ngày của buổi hội thảo này. Xin mời anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. À, tôi cũng nói thêm là hồi nãy tôi chưa kịp nói là những cái hội thảo vâng. mà chúng tôi đã tổ chức, tổ chức trong quá khứ đó là từ năm 2016 về Việt Nam cộng hòa, 2019 về à. chính trị cộng hòa thì cũng đã là ở những cái quy mô là tương đối là khá lớn và khá và khá đổi mới có những cái ý tưởng táo bạo là ví dụ như là kết nối học giả trẻ như anh thấy là bên hình bên phải với lại những cái uh, viên chức của thời Việt Nam Cộng Hòa để mà hai bên có thể hiểu nhau học giả nghiên cứu thì có thể hiểu thêm về những cái suy nghĩ của những cái nhà làm chính sách thời Việt Nam Cộng Hòa và những người mà trong giới Việt Nam Cộng Hòa cũng có thể tin tưởng vào những học giả trẻ để có thể mà trao đổi với họ để cho họ cái thông tin để họ có thể viết thật, trung thực hơn về Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái hội thảo năm 2016 và hội thảo năm 2019 thì cũng vậy. Và chúng tôi kết nối những cái học giả từ cái thời thuộc địa cho đến cái thời mà mà uh, cho đến cái, cái những nhà học giả nghiên cứu về cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thành ra là chúng tôi đã làm những cái việc mà kết nối rất là rất là quan trọng mà cộng đồng rất là cần thiết để mà có thể có được cái cái cái, cái niềm có một cái cộng đồng tự hào về quá khứ và hướng đến tương lai thì nhờ trên cái cơ sở đó cái hội thảo mà vừa qua đó cách đây mấy tuần đó mà anh anh trọng có tham dự đó thì là chúng tôi cũng cũng là, là 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 nỗ lực hết sức để mà để mà có cái sự kết nối giữa hai cái cộng đồng mà thường thường là không có không có liên hệ nhiều với nhau một bên là những ừ. cái học giả trẻ nghiên cứu về cộng đồng và việt nam còn một bên là những nhà những người mà hoạt động trong cộng đồng thì đôi bên cũng có thể tương tác một chút xíu nhưng mà nhưng mà thường thường là họ thậm chí cả chính trong số họ với nhau nữa nhà cộng đồng hoạt động cộng đồng ở Texas California San Jose Boston vân vân thì có thể là chưa gặp nhau hay Louisiana chẳng hạn Phải không ạ Thành ra là là vâng. chúng tôi cũng muốn là tạo cơ hội để mà các, các vị có thể gặp nhau và trao đổi với nhau hiểu biết công việc mà mình đang làm và người những người khác đang làm trên cả nước Mỹ hoặc là trên thế giới cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái những cái những cái những cái, uh, những cái uh, kế hoạch làm việc với nhau để có thể mà phát triển cộng đồng hơn nữa. Thưa anh, vâng. thì cái chủ Bác đề, chủ đề anh nếu mà anh à... cho thêm thêm một phút nữa thì tôi nói thêm cái chủ đề những cái chủ đề mà anh hỏi đó, thì là chủ xin đề gồm có, vâng, nó khoảng chừng ba bốn phần. Thì cái phần đầu tiên vâng. đó là về những cái di, di sản trực tiếp, phải không ạ? À, như là anh chứng kiến là, vâng, oh, thư phê binh Việt Nam Cộng Hòa, rồi những vấn đề chấn vâng. thương ở trong cái cộng đồng những người lớn tuổi như là ba tôi chẳng hạn là chín ngoài 90 Được. tuổi thì là có những cái 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 sự chấn thương tâm lý sau những năm tù cải tạo rồi những Được. vấn đề mà trẻ trẻ em like lai Mỹ vân uh, vân là những cái vấn đề mà chúng ta phải cộng đồng chúng ta vẫn phải tiếp tục. Rồi đó là những cái vấn đề trực tiếp. Rồi vấn đề thứ hai cái chủ đề thứ hai mà chúng tôi chủ đề chính là quan hệ với Việt Nam, đây không phải chỉ là chính Được. phủ Việt Nam mà với nhân dân Việt Nam, với lại với lại nước Việt Nam, quê hương Việt Nam và cái vấn đề này nó phức tạp và có thể gây nhiều tranh cãi thì là chúng ta đã có đến hai cái panel để mà nói chuyện hai cái bàn tròn để mà thảo luận về vấn đề này rồi chúng tôi cũng có những cái bàn tròn để thảo luận về uh, về cái việc xây dựng cộng đồng uh, ở Mỹ gồm có xây dựng Vậy. kinh tế phát triển kinh tế phát triển chính trị uh, và bảo tồn văn hóa và cái cuối cùng là chúng tôi có một cái bàn tròn để nói về những quan tâm của giới trẻ thì chúng tôi đặc biệt là có những sự quan tâm và tham gia của khá nhiều bạn trẻ ở trong cái hội thảo và các bạn ừ. trẻ có thể cho cho người lớn biết cho những cái thế hệ trước biết là ô cái cái vấn đề gì mà mình quan tâm thì các các quý vị mà lớn tuổi thì có thể nhìn thấy là ô bọn trẻ này nó không phải là nó nó không quan tâm như là mình cứ nghĩ hay là nó hay là nó hiểu, hiểu biết ít ỏi nó hiểu thực ra nó hiểu biết khá sâu khá tốt và nó có trình độ và nó nó nó, nó và nó và nó đang tích cực hoạt động để mà giúp xây dựng cộng đồng thành ra là Người, người người thế hệ trước và thế hệ sau nên nói chuyện với nhau hơn nhiều hơn và nói chuyện với cái thái độ mà tin tưởng hiểu biết để có thể mà trao đổi bình đẳng như vậy thì sẽ phát triển được cộng đồng nhiều hơn thưa anh. Vâng, thưa anh cũng dựa trên cái ý tưởng mà anh vừa nói là hai thế hệ uh, hoạt động hoặc có thế hệ lớn hơn và thế hệ trẻ thì chúng tôi có dịp tham dự uh, các cái buổi hội luận tại trung tâm nghiên cứu trong tháng 10 vừa rồi đó thì phải nói là chúng tôi rất là biết ơn và có thể nói là có cái tâm tình tự hào nữa khi được tiếp cận với một đội ngũ trí thức trẻ, những người nghiên cứu trẻ trong một cái hội nghị được tổ chức mà chúng tôi thấy là rất là công phu, không có một cái giờ nào trống cả hai ngày làm việc như vậy. Và trong cái hoàn cảnh trong một cái 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 sự trao đổi rất là hàn lâm nghiên cứu và chúng tôi được tiếp xúc với những người trẻ và những người rất là trẻ nữa, dạng dễ giống như là anh uh, em Joseph như là chỉ có 25 tuổi. Thưa anh À, cái cộng đồng của chúng ta như anh nói là có rất là nhiều những sự tổn thương lâu dài về chiến tranh về hậu quả và cái sự cách biệt giữa hai thế hệ chúng ta đã thấy trong một buổi hội thảo cũng phải nói là khá lớn nhưng mà qua đó chúng ta thấy cái sự đồng thuận rất là nhiều thì theo anh đó, cái sự đồng thuận đó là gì để chúng ta giúp chúng ta vượt qua được những cái ám ảnh của quá khứ xin mời anh tôi nói về cái cái collective fate tức là cái số phận tập thể mà ừ. tất cả chúng ta khi mà cái ngày 30 tháng 4 năm 75 nó đã làm ảnh hưởng đến tất cả chúng ta không cách này cách khác có thể là anh qua Mỹ sớm ngay thì anh cũng khổ bên Mỹ mà anh ở lại Việt Nam thì anh cũng khổ ở Việt Nam hay là rồi anh qua sau rồi đại khái là như vậy thành ra là nó có nó, tất cả đều phải chia có một cái ký ức tập thể đó mà nó làm cho chúng ta khi mà chúng ta uh, tương tác với nhau thì chúng ta nghĩ đến ồ mình, mình, cũng giống nhau hoàn cảnh của anh giống như hoàn cảnh của tôi hay hoàn cảnh của chị giống hoàn cảnh của tôi thì là nó, chúng ta có một cái một cái nền tảng để có thể đoàn kết với nhau mặc dù là có sự khác rất đương nhiên sau đó thì có sự khác biệt phải không? về gia đình xuất thân về, về quan điểm chính trị hay là tôn giáo vân vân thì cũng có rất nhiều khác biệt nhưng mà nhưng mà nó cũng có một cái nền tảng chung khá vững để mà chúng ta có thể À, à, có thể à, nói chuyện được với nhau và thông cảm với nhau nếu mà cái nền tảng đó được hiểu rõ thêm và 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 được tiếp tục bảo tồn thì là tôi nghĩ là sẽ rất có lợi cho cộng đồng trong tương lai thưa anh vâng à, xin cảm ơn anh và xưa quý vị và xin uh, xin phép anh vũ tường chúng tôi xin tạm ngưng chương trình trong giây lát cho các thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị Xin chào quý vị trở lại với chương trình diễn đàn chính luận. Thưa quý vị, chúng tôi đang được tiếp chuyện với Tiến sĩ Vũ Tường là khoa trưởng khoa chính trị học tại Đại học Oregon. Ông cũng là giám đốc trung tâm nghiên cứu Việt Mỹ. về trung tâm nghiên cứu đặc biệt à, đã tổ chức một cái buổi hội thảo kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Do chính ông và trung tâm tổ chức tại Đại học Oregon vào tháng 10. Thưa anh Vũ Tường, à, đây là một cái câu hỏi mà trung tâm đã nêu ra trong cái buổi hội thảo là những thách thức chung trong cộng đồng rồi bên trong Việt Nam và cả với chính phủ Hoa Kỳ mà người Mỹ gốc Việt phải đối mặt khi thực hiện những cái công việc về văn hóa, về giáo dục như là các anh hoặc là về xã hội như những nhà hoạt động uh, cộng đồng. Thì cái hình thức hợp tác và hỗ trợ giữa người trong cộng đồng và người ở Việt Nam thế nào và đặc biệt cái tập thể người Việt của chúng ta phải làm gì để tiếp tục thu hút thu hút thêm những cái thế hệ người trẻ gốc Việt tham gia nhiều hơn vào những công việc này. Xin mời anh. Dạ vâng, à, trong cái quan hệ giữa chúng ta, cộng đồng chúng ta với Việt Nam á, thì đương nhiên là nó là phức tạp và có nhiều vâng. cái, uh, nhiều cái cách tiếp cận khác nhau phải không ạ? À? Thì cái thái độ, chúng vâng. cái, cái, cái 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 suy nghĩ của chúng tôi á, là mong là chúng ta có cái sự thông hiểu và thông cảm uh, giữa các quan điểm khác nhau và trong cái chừng mực nào đó nghĩa là tất cả đều hướng đến cái việc mà lợi ích cho cộng đồng cũng như là lợi ích của nước Mỹ là cái lợi ích mà quốc gia bây giờ là quốc gia của chúng ta phải không ạ? thì thì chúng ta cũng có thể mà thông cảm và hiểu biết lẫn nhau đó là cái vấn đề mà chúng tôi cố gắng để mà tạo ra cái không khí mà chúng tôi cố gắng tạo ra ở hội thảo giữa những người có thể bất đồng với nhau về cái quan điểm đối với lại trong trong quan hệ đối với Việt Nam mà vẫn có thể trao đổi với nhau để mà tìm hiểu với nhau và đừng có đừng có và và tôn trọng lẫn nhau trong cái sự khác vâng. biệt đó thì như vậy thì cộng đồng vâng. mình mới có thể đoàn kết được và vấn đề thứ vâng. hai là làm sao để cho thế hệ trẻ có thể tiếp tục thì tôi nghĩ là cái tinh thần cũng như vậy thôi tức là tức là phải vâng. phải uh, hiểu những vấn đề tức là phải hiểu nhau trước tức là người người lớn tuổi đừng nghĩ là mình biết hết về về giới trẻ cũng như là người giới trẻ thì cũng đừng nghĩ nghĩ là ồ bố mẹ mình như vậy là tất cả mọi người đều như vậy hết. Có Đúng. thể là là bố mẹ mình không có cởi mở nhưng mà có những người khác trong cộng đồng cởi mở. Cũng như là bố mẹ mà thấy con cái không quan tâm thì cũng đừng có ép buộc phải quan tâm. Mà mà trong cộng đồng có những có những uh, người trẻ khác họ quan tâm thì mình giúp đỡ cho những, những người trẻ đó. Tại vì là Đúng. mình mình, mình uh, cái, cái cái tinh thần vẫn là cái uh, tinh thần khoan dung, bao dung và mở cởi mở uh, cởi mở đối với những người trẻ những người trẻ với người già và cả với những người ở Việt Nam hoặc là ở Việt Nam mới sang vân vân thì mình cũng cởi mở mình tạo điều kiện cho họ để mà họ có thể hiểu biết thêm uh, và hiểu biết cộng đồng vân vân thì sẽ 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 tạo ra cái nguồn lực mới trong cộng đồng để có thể giúp cho chúng ta uh, tiếp tục là có xây dựng cái cộng đồng vững mạnh và và tốt đẹp thưa anh vâng thưa quý vị và thưa anh vũ tường thì trong những cái hai ngày mà hội thảo đó chúng tôi được tiếp xúc với rất nhiều quý vị nằm trong cái khía cạnh nằm trong cái lĩnh vực nghiên cứu và đặc biệt là trong cái lĩnh vực bảo tồn ký ức và văn hóa tại vì đây là một cái việc làm rất là quan trọng nó là cái trí nhớ đó là ký ức của chính cộng đồng của chúng ta thì nhân cái dịp mà chúng anh được nói chuyện với quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thì anh có thể kêu gọi gì để cộng đồng của chúng ta đóng góp vào cái việc mà làm cho ký ức của chúng ta ngày mỗi được đẹp hơn ngày mỗi được đầy đủ hơn xin mời anh dạ thưa cái việc mà bảo tồn ký ức thì nó gồm có hai giai đoạn chính một là mình mình tạo ra cái gọi là số liệu thô hay là thông tin thô tức là ví dụ như là quý vị làm cái chuyện kể lại cái câu chuyện của gia đình cho con cháu hay viết ra hay ghi lại hay là trả lời uh, phỏng vấn trên uh, làm cái gọi là lịch sử truyền khẩu là oral history đó thì là yeah. hoặc là mình tạo ra cái thông tin thô để mà sau này thì các uh, các con cháu của thế hệ sau hoặc là các nhà nghiên cứu có thể dùng đến đó là là một là cái bước thứ nhất cái bước thứ hai á là tạo ra được những cái sản phẩm có uh, do những cái mà tích hợp những cái số liệu thô những cái thông tin thô tạo ra những cái sản phẩm có giá trị mà có thể cô đặc, phải không ạ? Kiến thức được cô đặc ừ. và phân tích ừ. có hệ thống để có thể được sử dụng trong trường học cả ở trường ở môi trường đại học và môi trường trung học vân vân. Thì cái công việc chúng tôi đang làm là gồm có hai phần, một phần là khuyến khích để tạo ra cái thông tin thô và và chứ, uh, sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức cái chương trình giáo dục cộng đồng và sẽ có có những giảng viên đi nói chuyện ở cộng đồng với cái cách mà kể lại câu chuyện của gia đình và khuyến khích các quý vị lớn tuổi để kể lại uh, thông tin thu tạo ra cái thông tin uh, uh, kể lại cái những cái biến cố trong cuộc đời mình để cho uh, cho uh, cho cho con em để cho chúng nó có uh, các, các các thế hệ sau có thể biết rõ là cái thứ nhất cái thứ hai chúng tôi sẽ làm tiếp tục làm là tạo ra những cái thông tin phân tích có hệ thống cô đặc để mà, mà giới học giả giới nghiên cứu có thể sử dụng Được. trong nhà trường và trong nghiên cứu của họ để có thể thay đổi về lâu về dài thay đổi cái quan điểm mà hiện nay chúng ta thấy ở uh, xã hội Mỹ trong giới học giả Mỹ là rất là uh, quan điểm rất là sai về Việt Nam Cộng Hòa phải không ạ? À? Thành ra là chúng tôi có những cái chương trình như là sắp tới là có thể là tạo ra một cái uh, cái một cái tác phẩm giống như là bách khoa toàn thư uh, trên mạng giống như một cái một hình thức Wikimedia WikiPedia mà nó là Đúng. bằng tiếng uh, bằng tiếng Anh mà do chính Đúng. chúng ta quản lý chứ không phải là WikiPedia. Đúng. như bây giờ thì là chúng ta phải có một cái đội và chế độ cộng sản nó có một cái đội ngũ dư luận viên hùng và Đúng. họ cứ nhảy vào họ họ sửa đi. Thành ra nếu mà chúng ta sửa Đúng. ở đó đó thì thì ngay lập tức họ sẽ sửa lại theo cái luận điểm của họ. Thành ra chúng ta không đủ người không đủ tiền để mà có thể chơi chơi lại với họ cái cái game đó. Thành ra chúng ta Đúng. tạo ra một cái WikiPedia cho Đúng. riêng chúng ta. Đó thì là với cái với cái quan hệ của tôi với các học giả trẻ thì chúng tôi có thể yêu cầu họ đóng góp vân vân à, nhưng mà chúng ta ta đó nói chung là chúng tôi chúng tôi thì là có nhiều ý tưởng để hoạt động như tôi nói văn nhưng mà cần phải có cái sự hỗ trợ của cộng đồng về thông tin là một về tài chính là hai để chúng tôi có thể có nhân viên để làm việc à, để để mà làm những cái những cái ra tạo ra những cái sản phẩm có giá trị như quý vị đã thấy là 11 cái quyển sách mà chúng tôi đã xuất bản là, là những cái công trình có giá trị và đã được đưa vào thư viện của các trường đại học lớn ở Mỹ và để cho các giáo sư được có thể tham khảo và học sinh có thể cũng có thể tham khảo và dùng để giảng dạy nếu mà họ nếu mà họ họ thích vâng thưa anh những cái người mà quan sát cho cái giới nghiên cứu hoặc là về giáo dục thì họ lại đôi khi có một cái sự nghi ngờ là không biết những cái gì của chúng ta có đóng góp được vào những cái chính sách hiện tại của của chính phủ Hoa Kỳ hay không. Chẳng hạn như cái việc là uh, cái cái vi phạm nhân quyền có vẻ rất là trầm trọng tại Việt Nam. Thì những cái việc mà nghiên cứu của chúng ta có giúp được gì cho chính phủ Hoa Kỳ để họ đẩy mạnh được cái cái việc mà tiến trình dân chủ hóa hoặc là cái tiến trình uh, tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam được không ạ? Thưa xin mời anh dạ vâng à, dạ, thưa anh à, ở Hoa Kỳ và ở các nước khác cũng có những cái tổ chức đã và đang làm rất tốt cái công việc mà theo dõi những vi phạm nhân quyền của Việt Nam phải ngoài như là BPSOS đó. thì họ theo dõi rất đó. rõ những vi phạm về tôn giáo đó và những về chủng tộc đó rồi có những tổ chức quốc tế theo dõi như Amnesty International hay là Human Rights Watch rồi tổ mạng lưới nhân quyền của Việt Nam cũng đã theo dõi rất là rõ hoặc là Project 88 là họ thu thập thông tin về những người mà đang bị tù chính trị ở Việt Nam đó anh. thì là họ làm rất là tốt và họ cũng được cái niềm tin tưởng của quốc tế về cái về cái số liệu của họ thì chúng tôi không thể nào làm được như họ và họ đã làm rất tốt rồi thành ra cái công việc của chúng tôi là nó ở cái mức mà tổng kết và nói chuyện cũng như là là, là 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 mang mang cái vấn đề đến với lại các các học giả Mỹ và các giới và giới làm chính sách của Mỹ thì tham dự trong những cái hội thảo lớn của chúng tôi những hội thảo nghiên cứu lớn về khoa học chính trị về Á Châu về quan hệ ngoại giao của Mỹ để chúng ta có thể đưa những cái vấn đề này vào tại vì là những học giả kia đó thì có thể là họ 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 thích là, là Mỹ có quan hệ tốt với Việt Nam họ không muốn là đưa, đưa những vấn đề nhân vậy. quyền này vào hoặc là những nhà làm vậy. chính sách của Mỹ cũng vậy có một số người họ 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 chỉ muốn là có lợi ích kinh tế từ Việt Nam mà thôi vậy. mà họ không có để ý đến đến những vấn đề kia thì chúng ta là chúng tôi là những người mà có cái tiếng nói trong những cái diễn đàn đó thì chúng tôi vâng. chúng tôi uh, tập hợp những cái kết quả đó và đưa ra và, và trong thực tế là chúng tôi định sẽ tổ chức một cái hội thảo nữa trong vòng 1 2 năm tới về quan hệ Việt Mỹ trong 50 năm qua thì trong cái hội thảo này đó thì nó sẽ chủ yếu là về học thuật chứ không có không có về cộng đồng nhưng mà chúng tôi sẽ có một hy vọng là sẽ có một số nhà nghiên cứu tập trung vào cái vấn đề là ồ hiện nay là quan hệ Việt Mỹ đã được nâng cấp như vậy thì là Việt Nam phải có trách nhiệm gì đối với vấn đề nhân quyền và tôn giáo. Đó thì đương nhiên là Việt Nam muốn là Mỹ tạo điều kiện dễ dàng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam hay là cho quan chức Việt Nam À, đi đó đi đây nhưng mà đổi đổi lại thì Việt Nam làm gì à, để cho với, với những cái vấn đề trên thì là thì là hy vọng mình sẽ có những cái những cái những cái uh, bài nghiên cứu về những vấn đề này đưa ra uh, tại hội thảo sắp tới của chúng tôi thưa anh. Vâng thưa anh cái câu hỏi, trả lời vừa rồi của anh cũng là cái câu hỏi của cháu cũng muốn hỏi nhưng mà không biết là anh có gì thêm vào những cái uh, cái câu cái cái ý tưởng nó không tức là trung tâm của chúng ta sẽ có những cái theo đuổi nào những cái nghiên cứu nào và những cái dự án nào bên cạnh những hội thảo mà anh vừa trình bày xin mời anh chúng ta có khoảng một phút nữa anh dạ vâng chúng tôi có những cái uh, nghiên cứu và uh, có những cái uh, dự án để nghiên cứu về chính trị xã hội Việt Nam đương đại từ một chúng tôi ừ. gọi là Việt Nam Watch Research ừ. Project thì chúng tôi sẽ tiếp tục uh, xây dựng một cái cơ sở dữ liệu về những cái uh, giới tinh hoa của Việt Nam bao gồm có những nhà hoạt động chính trong xã hội dân sự những cái người mà chúng ta gọi là tư bản đỏ và ừ. những cái quan chức Việt Nam vân vân thì chúng ta chúng ta cũng có những cái chúng tôi muốn là là thế giới gồm có là những nhà lập pháp chính ở những nhà những nhà làm chính sách ở Hoa Kỳ cũng như là những nhà báo nhà kinh doanh thì đều có đầy đủ thông thông tin hơn về những thay đổi về chính trị xã hội ở Việt Nam để họ có thể uh, cập nhật và có thể có những cái cái uh, quan hệ uh, hữu hiệu hơn đối với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực thì đó là cái mà chúng cái công việc chúng tôi đang làm như là những nhà nghiên cứu về Việt Nam anh? vâng à, xin cảm ơn anh Vũ Thường rất là nhiều thưa quý vị nếu quý vị đang theo dõi các hoạt động của Trung tâm nghiên cứu Mỹ Việt thì quý vị sẽ thấy một cái công trình và cái cố gắng rất là lớn của các anh chị em làm việc với giáo sư vũ tường trong cái môi trường hàn lâm tại trung tâm thì chúng tôi nghĩ đây là những cái đóng góp thiết yếu và sẽ ảnh hưởng đến cái chính sách của hoa kỳ tại hoa kỳ và ngay cả tại việt nam và thưa quý vị đó là những cái đóng góp sẽ giúp chúng ta một cộng đồng sẽ ngày càng thăng tiến và một nước việt nam đi dần đến một cái sự tự do và dân chủ hơn và thưa quý vị những cái công việc đó của trung tâm cần có bàn tay đóng góp của chính cộng đồng Việt Nam của chúng ta vì vậy chúng tôi kêu gọi quý vị hãy theo dõi các uh, hoạt động của trung tâm qua phương tiện như là sách báo, mạng internet, sách vở để đánh giá và giúp một bàn tay để đưa sự thật của chúng ta vào lịch sử xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Tường và quý vị đang theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp xin cảm ơn anh trọng và xin cảm ơn khán giả của đài sbtn cảm ơn